La Hoàng. Yên Bái ở huyện nào? Em ở Văn Chấn, Đông Ngọc ạ. Nghe Thanh Hóa thấy thấy sợ con người Thanh Hóa quá. Thật ra thì nếu mà mọi người có vào cái tường của em ấy, tức là vào trang cá nhân của em mọi người xem ấy, thì em có tiếp xúc với, tức là người yêu của em thì cũng có hai người là người ở Thanh Hóa, rất là người yêu cũ, đó là chồng cũ của em và một người nữa. Thì em tiếp xúc nhiều thì em thấy là tức là với bản thân em thôi nhá, em không định kiến tất cả mọi người ở Thanh Hóa, có người tốt có người xấu, nhưng mà bản thân em thì em không thích, em nói thật là bản thân em không thích, em không muốn va chạm lại. Ví dụ như là gia đình chồng nhà em thì sống sống theo kiểu thời phong kiến ngày xưa ấy, rất là ác, rất là dã man. Tức là em nhắc lại mà em thật sự là em sợ luôn ấy, nhắc lại nhưng mà sợ lắm, tức là không muốn nhắc lại. Năm trăm anh em lận à? À thì trong hội mình có hẳn hai mươi mấy nghìn thành viên, thì em chỉ lấy khoảng 500 thì em đoán là chắc chỉ còn chừng đấy mới là người thức thôi. À, có thể là mọi người cũng đang like, mọi người đang nói chuyện với ai đó, mọi người không vào. Em là dao chém phải không? Em cũng không biết được, ví dụ như là người ta nói là hiền với bụt chứ không ai hiền với ma cả. Thì ví dụ như là người ta ác với mình thì mình cũng phải bật lại. Ví dụ như là trong trường hợp chém, hoặc ví dụ như bây giờ đang chém gió này. Chuẩn, Nguyễn Giang chuẩn. Em ơi, anh người Hưng Yên. Anh ở chỗ nào Hưng Yên à anh? Mất gốc rồi chị ơi, đúng rồi, Mai Tây mất gốc rồi, đúng là mất gốc đấy. À vậy gần anh. À dạ vâng, thế anh ở chỗ nào ạ? Tức gì em là người Dao, anh là Thớt. Thế thì suốt ngày em lại chém anh. Đi ngủ khuya rồi bé. Vâng ạ, em ngồi nói chuyện một chút nữa em sẽ đi ngủ anh Dương Nguyễn ạ. Nghĩa Nộ có gần Tú Lệ không? À, Nghĩa Nộ đi Tú Lệ chắc khoảng chừng 40 cây hoặc 50 cây gì đó, chừng chừng đó anh ạ. Hữu Thành Nguyễn. Vậy cho anh vào hội với. Ô thì anh cứ vào thôi, anh đang ở trong hội mà. Mà hội nào anh? Nếu mà hội độc thân này thì là anh đang ở trong hội đấy. Em cho anh lên nóc chém gió để em duyệt cho. Ở đâu cũng có người này người nọ mà chị. Đúng rồi Hằng Nguyễn, thì bản thân mình thì mình không có nói là tất cả mọi người, mình đã nói ngay từ đầu không không phải là tất cả mọi người. Thế nhưng mà những cái người mà mình đã tiếp xúc rồi ấy, thì mình thấy như thế nên tự ra thành mình cũng không muốn lặp lại ấy. Tức là cả gia đình mình luôn chứ không phải là riêng một mình ai. Ví dụ như là chồng cũ của mình nhá, thì gia đình chồng cũ của mình thì đánh đập mình rất là nhiều. Cái thời mà mình sinh mạn pin này thì mình cũng không được ở cữ, rồi gia đình nhà chồng thì cũng không cho cưới xin, rồi cũng đi thử ADN con, xong rồi có kết quả ADN rồi cũng không nhận con, rồi ly hôn xong thì cũng không chu cấp, mặc dù làm cơ quan nhà nước rất là nhiều tiền chứ không phải là không có tiền. Mùng 1 Tết mà đánh mình bị gãy chân ấy, thì lúc đó mình có trở về nhà, bởi vì là khi mà bị đánh như thế rồi thì cũng không ai can ngăn cả. Rồi cũng không ai đưa đi bệnh viện, một mình tự bế con đi. Thế là bố mẹ thương quá, bố mẹ gọi về cho mẹ. Vì anh chồng còn mắng, anh chồng bảo là có cái chuyện nhỏ như thế mà cũng 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 gọi điện về nhà ngoại, rồi nói là mình tức là gãy chân thì cũng không sao cả, mình bị gãy cái đốt ngón chân này này, bảo không sao để nó tự khỏi. Thì hôm đấy là mùng 1 Tết thì gọi điện về cho mẹ thì mẹ thương quá, mẹ bảo thôi con lại đi về đây với mẹ. Thì bế con bắt taxi về, thì bắt taxi để đi ra Hà Nội từ Thanh Hóa là huyện Tĩnh Gia ấy, từ gần chợ Còng ấy, đi từ đấy về Hà Nội, xong rồi từ Hà Nội bắt xe về mà không có một đồng tiền ở trong người hết, về gọi hết anh em bạn bè ra mượn tiền để trả, xong rồi đi về xong nhập viện thì nhà chồng bảo là bỏ đi theo trai nọ kia, xong rồi là tố công an là em lấy giấy tờ nhà của nhà chồng ở Hà Nội ở quê mang đi cắm ngân hàng được mấy tỷ nọ kia, trời nói với mọi người kinh lắm. Xong rồi công an cũng có gọi cho em, nhưng mà thực tế là không phải là tố là lấy hết tiền nhà nọ kia, mà chỉ báo là em bị bà chị á, bà nói là em bị mất một số tiền là mấy chục triệu ấy, thì nghi cho em lấy. Thế nhưng mà không có căn cứ thì cũng ra công an, xong rồi mọi người còn nói là mọi người cũng nói như thế, xong rồi nói là em lấy hết tài sản của nhà chồng rồi, em con của em không phải là con của hai vợ chồng, cho nên là mùng 1 Tết thì có còn nói là do em con đấy không phải là con chung, thì là
Em tức quá em bỏ đi theo trai, đi theo cái người mà sinh ra bạn bi nó thật, nhưng mà thực tế không phải như vậy, bởi vì chính là như thế cho nên em mới thấy là cái con người, tức là cái gia đình chồng em, người Thanh Hóa người ta quá ghê gớm, người ta quá đáng sợ, cho nên tự dưng mình thành sợ thôi chứ không phải là mình ác cảm với tất cả những người sống ở Thanh Hóa. Vâng, em chào anh Lợi Nguyễn. Khoái Châu à? Khoái Châu à? Em có ba chị gái lấy chồng ở dưới Phù Cừ, thi thoảng em về em vẫn phải đi qua Khoái Châu. Với lại quê ngoại nhà em là ở Ân Thi, Hưng Yên anh ạ. Đang chào của Minh Đức. Rừng sói em nói rồi, tức là ở đâu cũng thế, bất cứ một cái đất nước nào chứ không riêng gì Việt Nam, mà không riêng tỉnh nào có người nọ người kia, có người tốt người xấu. À, thậm chí mà bây giờ em ly hôn với chồng rồi ấy, em đi ra ngoài cuộc đời, đi ra ngoài xã hội rất là nhiều người thương em, người ta thấy cái hoàn cảnh của mình. Thậm chí bây giờ một mình em sống ở Hà Nội, một mình em nuôi con, một mình em đi làm, thậm chí mọi người có thể tưởng tượng là em không có bố mẹ chồng nhá, bố mẹ chồng em mất rồi, không có nhà chồng em cũng không thăm hỏi, không chu cấp nuôi con, tức là không gì hết, một mình em nuôi con. Bố mẹ em thì ở quê cũng già rồi, chỉ làm đồng làm ruộng thì cũng không có tiền cho, nó thẳng như thế luôn, bởi vì hai ông bà già lắm rồi, làm quê. Ngày xưa mẹ em cũng bị bệnh, bố em cũng thế, giờ già lắm mà không làm gì, cũng không có tiền, bình thường em về vẫn phải cho tiền đấy chứ không nói là bố mẹ cho. Cho nên là một mình em ở Hà Nội em nuôi con, đi ra ngoài mà thậm chí người dưng người ta nhìn thấy người ta còn thương nữa, chứ không không phải nói là máu mủ ruột già, mà đây bỏ được con bỏ được cháu rồi cũng như thế nọ, là tạo ra những cái như thế để vợ chồng em ly tán nọ kia, rồi bố nó cũng như thế. Cho nên là em thì em không nói tất cả mọi người, có người tốt có người xấu, nhưng mà chồng cũ của em là người Thanh Hóa, và tự dưng em có cái ác cảm ấy, tức là mình không muốn gặp một cái người ở đại 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 khái là ở Thanh Hóa. Hello người đẹp. Vâng, chào anh LV Lý Hợp. Chào em gái, em chào anh. Giờ không biết nằm trong hội nào nữa, anh đang ở trong hội độc thân ly hôn kết nối bốn phương mà anh bác ơi. Chắc em vô tình, chúc anh ngủ ngon. Anh Mai Mai anh bảo chào mọi người, em chào anh Nguyễn Giang Chuẩn. Anh bảo chào anh Mai Bảo. Hằng Nguyễn, vâng em hiểu. Dương Trần chào em gái, em chào anh ạ. Nhị công đoàn, anh ơi ở trên nhà em thì ví dụ về ăn uống thì em nghĩ là có những cái đồ đặc sản, người ta gọi là đặc sản đồ rừng, ví dụ như là lợn rừng, lợn cắp nách ấy. À, rồi là có rúi, có nhím. Ví dụ như gạo, với những cái đặc sản nổi tiếng thì có gạo lếp.